Ok anh em nha, hello anh em, chào anh em đã đến với cái kênh của mình nha. Hôm nay mình có đi chợ mà thấy con cá lóc này ngon lắm nè, mua về làm video cho anh em xem. Cũng làm cũng dân dã thôi, thử làm như món cá lóc nướng chui mày. Đây là đang bắt chước mọi người ăn lông ở lỗ này. Con này to quá, con này to chắc cũng tầm gần ký. Cặn ký. Cái này cái cá lóc nuôi quá. Phải không? Cá lóc nuôi phải không? Không biết. Nuôi á. Chứ đồng đâu mà to dữ. Không biết nữa không? Tới đây nè. Đang lúa gì vậy? Không. Ừ. Hết vô rồi. Thôi giờ mình nướng thôi. Sao? Đâu chứ không? Ủa sao vậy hả? Cắm xuống rồi. Đốt lửa lên. Được không vậy? Cắm vậy nè. Ừ. Vậy nãy cắm xuống người ta nói gì? Cắm đi. Cắm gì? Cắm nước gì nè. Đúng đó. Dạ. Này là củi hồi nãy mình lượm sẵn rồi. Lát nữa mình sẽ đốt nướng. Dạ. Dạ. Cây nhỏ nó cháy không chú? Mà nó nghiêng con cá sợ nó cháy cái khúc dưới sao? Đó. Coi cái đầu nhọn kìa. Cái đầu nhọn kìa. Đây nè, lấy cái này đấm. Lấy cái này nè. Lấy cái dao đập xuống. Rồi. Dạ. Rồi. Ngủ lên á. Đâu? Nửa nửa lên. Lên như lá chuối vậy anh tại. Này mình có tiệc đầu bếp mới đến từ Singapore về nha mấy bạn. Nhớt. Campuchia. Từ Campuchia. Chuyên gia nói cho mấy anh cam ăn cơm ăn. Này giật nắng nhiều quá giống Campuchia rồi. Bao nhật đeo tắng ghê lắm. Cái mùa tắng tắng lạnh đen đen ghê. Má này không dám gặp ai luôn. Vậy nó còn sống rồi, cái đuôi quẩy quẩy kìa. Còn chứ. Quẩy theo điệu nhạc. Cái này bây giờ mình đốt. Món này chắc nhiều người làm rồi. Bây giờ mình chỉ thử mình làm lại thôi. Này mình đốt nha, nó cháy cái vỏ là chắc là chín rồi. Cháy cái lúc dãy của con cá. Nổi lửa lên. Nóng quá. Hồi lửa cháy tàn mỡ hả? Cá nhìn còn nguyên. Thank you.
Mình đang nướng cá trong vườn chôm chôm mọi người. Đây đi thăm vườn chôm chôm sẵn nướng nướng cá ăn luôn. Cái vườn chôm chôm ở Bến Tre này. Ai tốt chứ ai thằng nào. Cá rồi tiếp hả? Tức mình đứt bữa về quê tới á, về quê cắt cổ gà. Cái cổ gà chính rồi đó, nó chính rồi đó. Chạy bỏ nó đứng chạy chạy xuống quê. Chưa đâu ăn rồi. Chính ta chính ai. Vậy là chính rồi. Hay lửa chính à. Hay lửa. Cái lửa là chính rồi. Đây này, đây mấy cái củi của vườn chôm chôm luôn rồi mọi người. Vô vườn cũng có nhiều cái tiện lắm. Cẩn thận. Đứng ngoài nóng lắm mọi người. Quá rồi cá rồi. Đi tối ngoài đốt rồi ha. Đây nướng xong rồi đây. Bây giờ lấy ra này, lấy là con lửa đây. Nó cháy như cục than rồi. Không biết thiệt nó như thế nào đó. Nghe thấy đầu bếp xịn quá. Cái muỗng nó được. Chưa tin hồi nữa, đây muỗng nó mới được. Đây chú à hoài hồng nó cúng cho tôi thịt đen hôi luôn á. Nướng muỗng. Cái muỗng cào à. Ôi, cái đầu của nó bị cháy luôn. Dính một than nữa. Cái đầu chắc bẻ dục đi chứ ăn gì được trời. Không có, nó tông thôi, mình dở miếng dây ra mình ăn được miếng thịt. Đầu xương sao ăn vậy? Hả? Đầu xương không ăn được hả? Được chứ. Ăn xương được luôn. Được chứ. Thật rồi, vậy mình thử tưởng mình kia ăn được xương chứ. Xử đi Tâm. Rồi đó. Chấm rồi đó. Chưa quay mà, rồi. Nãy giờ chưa quay mà. Cái đây nước tắm gì đây? Muối. Em làm muối ớt nhưng mà có không có lá chanh em chơi lá tắc luôn. Này cái này muối ớt hả? Đây thịt nó. Cái mình chấm nè. Liếm. Mình chấm cái nữa. Mình liếm nè. Mình chấm cái nữa rồi ha, ngay chấm ba cái ra ăn. Ngon 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 à. Để mình coi thử cái thịt nó. Mà cạo qua lớp giá nè. Như nào? Nếu mà cạo dãy ra anh. Cho bật lên rồi mà kỹ ra không được hả? Cạo dãy dục luôn. Không, một đứa lát ăn rồi hết. Chưa chín. Cỡ dày được rồi nhé. Nè còn đỏ đỏ này sao được. Tươi. Tươi gì mà tươi. Tươi giờ thử cho biết tươi không. Ừ, chấm nước rồi. Mà sao mở rồi chưa được. Mở rồi được rồi nè mà sao. Em làm đó, muối mà em ăn cũng được á. Cay quá hả? Thịt ngọt lắm mọi người. Nên là mình nướng nó nướng tươi luôn, không ướp gì. Nướng mọi luôn. Không ướp gì hết. Như vậy ăn là ngon rồi. Thịt ngọt lắm. Ngon không là cái chén muối này. Hai chén muối là hấp dẫn rồi. Hai chén muối là ngon rồi đấy. Dạ chén muối vợ làm. Thơm quá vậy. Mỡ nó chảy rồi đó. Ngon đó. Kết quả thành công mỹ mãn. Mỡ cái đó giờ này mới chảy hả? Mọi người thử nướng như vậy nha. Ăn thịt nó rất là ngọt. Nướng thì nó cháy cái lớp dãy này.
nó cháy nhưng mà nó thịt bên trong rồi nó không có cháy, cháy đen bên đó. Ăn ngon lắm, mọi người thử nha. Anh chữ là gì anh? Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Quay cái đoạn chữ là gì?